Xin chào tất cả các bạn, xin chào bà con. Thì quay trở lại cái chuồng trại. Thì ở video trước là Hợp có chia sẻ với bạn là cải tạo lại cái chuồng heo để mà tiến hành nuôi heo. Thì ngày hôm nay là đã hoàn thành cách đây là cũng được 5-6 ngày rồi các bạn. Thì Hợp quay chia sẻ cho các bạn. Thì ở cái trại cũ thì hồi đó là chỉ có xây 4 cái ô chuồng như thế này thôi các bạn. Và cái này là nền đất, còn bên đây là nuôi gà. Nhưng mà ngày hôm nay cải tạo thành là chuồng heo, ô nuôi heo luôn rồi. Thì bên đây cũng được 4 ô và cán luôn cái này này. Xung quanh là bọc lưới, lưới B40. Và sau đó là rào thêm cái lưới xanh này nữa để mà hạn chế ruồi muỗi. Thì heo hôm nay cũng đã có được một ít rồi các bạn. Thì khi mà làm xong cái chuồng trại này thì thấy nó sạch sẽ hơn, nó gọn gàng hơn. Thì cái này là rải vôi sát khuẩn các bạn, sát khuẩn. Thì thiết kế cái ao chuồng bên này thì nó tương tự như cái bên ao chuồng cũ, và chỉ có thay đổi một chút là nâng cái tường thành này cao lên. Thì các bạn biết cái chuồng trại cũ thì nó chỉ có khoảng tầm 6 lớp gạch thôi, nhưng mà qua tới đây thì tới 7 lớp, nhưng mà gạch này là gạch xây gạch đứng. Thì xây gạch đứng thì nó cũng chắc chắn các bạn, nhưng mà được cái là nó sẽ tiết kiệm gạch hơn. Thì ở đây là đổ được hai chuồng với lại con heo kia, với lại trên nhà thì đổ được mười mấy con các bạn, 20 con. Thì tình hình nuôi heo hiện tại thì ở khu vực Hợp nó đang xảy ra hiện tượng là dịch tả châu Phi các bạn, cho nên là nó rất là nguy hiểm. Thì cho nên là ở trại Hợp là liên tục sát khuẩn và khử trùng để mà gồng cho nó qua cái dịch này. Thật sự là trong cái mùa này heo nó rất là có giá, rất là có giá, nhất là heo heo quay từ 13 đến 16 kg, người ta thu mua là cũng tầm 2 triệu cho tới 2 triệu 2 một con, nó rất là có giá. Nếu như các bạn nào mà nuôi được trong cái mùa dịch này và chống chọi qua được cái mùa dịch này, thấy là nó có một cái lợi nhuận nó khá là cao. Nhưng mà bù theo đó là cái rủi ro nó rất là lớn các bạn. Con heo giống mùa nay cũng đã là 1 triệu 2 rồi. Mà nếu như mà chúng ta chỉ cần trong bài có một con nó bị dịch tả lợn châu Phi thôi là nó lan ra cả một chuồng như vậy, thì chúng ta thiệt hại rất là lớn. Cho nên là ở trại Hợp rất là lo lắng các bạn. Heo thì bây giờ đã đổ rồi. Mà mấy ngày hôm nay là có một con nó bị là biếng ăn. Thì hôm bữa là ở cái chuồng này là có đổ một bài là 8 con heo lớn như thế này là để mà nuôi heo thịt, nhưng mà trong quá trình nuôi thì nó xảy ra cái dịch bệnh là con heo này nó bị không biết bị sao mà bị đỏ đỏ đó các bạn thấy không? Cho nên là bán trước 7 con kia còn để con này lại. Bán là bán lỗ các bạn, bán lỗ để mà tránh lây lan, hạn chế cái rủi ro, cho nên là phải bán lỗ và chừa con heo này lại nuôi thử. Nó đang chích thuốc cho nó, không biết là nó có cua khỏi không. Cho nên là nó rất là rủi ro các bạn. Lợi nhuận thì có đó, nhưng mà chỉ là trên lý thuyết thôi, chúng ta chưa khi nào mà tiền mà nó cầm trên tay mới gọi là lợi nhuận các bạn.
Thật sự cái mùa này mà nuôi heo nó rất là khó khăn, rất là khó khăn. Ừ. Cho nên là các bạn nuôi heo trong cái mùa này hết sức là cẩn thận. Chúng ta cần phải tìm hiểu ở gần khu vực mình là có bị dịch tả hay chưa để chúng ta mà đưa ra quyết định là nuôi heo. Đó. Nuôi heo thì thật sự là heo nó rất là có giá các bạn, nhưng mà nuôi cũng rất là nguy hiểm. Đó. Thì đây là giới thiệu sơ cho các bạn là Hợp đã cải tạo xong cái chuồng trại này. Đó. Thì hiện tại là nó tương đối là ổn rồi đối với cái chuồng nuôi heo này. Thì bên cạnh đó là Hợp có đào một cái giếng các bạn. Đó. Đào một cái giếng để mà đảm bảo được cái nguồn nước. Thì cái giếng này thì cũng chưa hoàn thành, do là đang chờ đợi đốc bi cho nên là mới đào xong thôi. Thì mực nước nó cho nó nhảy ra nó rất là ổn các bạn. Nói chung là cái giếng này sâu khoảng tầm gần 6 mét mà nó cũng được là gần 5 mét nước. Đó. Cho nên là đối với cái giếng này thì cũng cung cấp đủ mà xài cho cái dư sức để xài cho cái trại này rồi. Đó. Thì cái nguồn nước ở đây là bên bên cái mương các bạn, cái mương này. Đó. Cho nên là cái nguồn nước nó chúng ta không thể nào mà kiểm soát được, cho nên là cần phải đào một cái giếng để mà phục vụ cho cái việc chăn nuôi. Đó. Thì giếng đang hút để mà xúc cái giếng này cho nó trong lại các bạn, và chờ đợi cái bi để mà xây cái thành giếng. Đó. Thì đó là cái về cái nguồn nước để chúng ta cần phải có một cái nguồn nước tương đối đảm bảo để mà chúng ta chăn nuôi cho nó an toàn. Thì ngoài ra nữa là cái chuồng bò này, hôm bữa là các bạn là thấy chuồng này là sơ sài lắm các bạn. Thì nay là ở trại họ cũng cải tạo lại luôn, cán này và xay mắng mắng ăn luôn. Đó. Thì hợp mới vừa xay lỡ dở xong, mới vừa xong cái máu cái má. Đó. Thì trước đây là những cái cột, cột này cột tre các bạn, cột này là cột tre. Thì nay là hợp thay bằng cột cột sắt này luôn. Thì bữa này sẽ tháo cái cột tre này ra để cho nó gọn. Đó. Thì đây là những cái mà ở trại hợp đang làm. Thì sáng giờ hợp xay mới vừa xong cái này, mới vừa xay xong mà con gà nó leo lên là nó làm hư các bạn. Thì sau khi mà xay xong cái máng này thì sẽ tiến hành là hàn sắt, rồi sau đó là chia ô ra luôn các bạn. Đối với chuồng bò này chia ô ra luôn. Thì cái chiều dài của cái chuồng chuồng bò này là được 6 mét các bạn, thì sẽ chia làm được 5-6 ô gì đó để chúng ta nuôi từng ô một, từng ô từng con một, để cho nó tránh trường hợp là nó trèo lẫn nhau các bạn. Thì chuồng bò thì họ cũng có tham khảo trên mạng người ta họ làm, thì họ cũng thiết kế cũng tương tự như họ như vậy đó. Thì bữa này sẽ hàn một cái thanh ngang, rồi sau đó là hàn cái thanh dọc xuống để mà chia từng ô ra đó. Thì tiêu chuẩn là mỗi ô là 1 mét các bạn, là con bò nó ở vô tư rồi, nó đứng vô tư rồi, đứng nằm vô tư rồi. Thì 6 mét dài 6 mét thì sẽ chia làm 6 ô đó. Thì rồi cái trại này họ cũng làm hai cái cửa này luôn các bạn, hạn chế cho gà nó rút vô. Thì các bạn biết cái phân gà nó rất là nóng, mà nó leo vào trong cái chuồng trại nuôi heo của chúng ta, nó leo lên này nó ngủ thì nó ỉa phân xuống, thì vô tình con heo chúng ta nó ăn trúng cái phân gà đó, thì nó cũng làm cho heo chúng ta nó rất là lâu lớn, và thậm chí là nó rất là nguy hiểm.
cho nên là chúng ta cần phải làm cái cửa, làm kính làm sao mà để cho khi nếu như các trại của bạn mà có nuôi gà thì các bạn làm sao để cho gà nó không rút vô được, thì cho nuôi heo nó đảm bảo. Thì mấy bữa nay là ở trại hợp là rất là sợ các bạn, cho nên là cái việc mà khử trùng bằng vôi này là diễn ra liên tục, cứ khoảng tầm vài ba ngày là rải vôi một lần. Và đặc biệt cái khử trùng của chuồng trại này là một ngày từ 2 đến 3 lần các bạn. Cho nên là phun khử trùng liên tục để mà gồng cho nó cua cái dịch này. Thì các bạn biết ở cái khu vực lân cận trong xóm này này có rất là nhiều nhà đã bị rồi các bạn. Cho nên là rất là lo lắng các bạn. Bao nhiêu tiền của đổ vào đây rồi. Mà nếu mà thật sự chuyện này thất bại nữa thì rất là chán các bạn. Cho nên là hy vọng là sẽ gồng qua được. Mà nếu như có thua lỗ thì cũng thua lỗ trong vòng kiểm soát, chứ mà nếu như mà nó đi hết thì coi như là toi rồi các bạn. Thì các bạn đã biết rồi, chăn nuôi nó không hề dễ dàng chút nào. Kiếm được cái đồng tiền từ chăn nuôi nó rất là khó các bạn. Thì trong video này hãy chia sẻ với các bạn như vậy. Thứ nhất là cập nhật lại cái chuồng trại cải tạo để cho các bạn biết. Thì các bạn nào mà muốn làm cái chuồng trại nó đơn giản như hợp thì có thể tham khảo. Thì bạn nào mà muốn biết chi tiết về kích thước hay là về chi phí cái chuồng trại này thì hợp sẽ chia sẻ ở video sau. Thì trong video này giới thiệu sơ cho các bạn như vậy thôi. Và thứ hai nữa là thông báo cho các bạn cái tình hình nuôi heo ở trại hợp là như vậy. Nó rất là đang là lo lắng các bạn. Thì xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.